Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Anh Chế. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những nhân vật trong bộ phim Dragon Ball. Khi trở thành các nhân vật siêu anh hùng của DC và Marvel, họ sẽ như thế nào? Xin mời anh em đón xem. Đầu tiên là Goku trong vai Captain America. Tiếp theo là Vegeta phiên bản người sắc. Với màu da xanh của mình thì Piccolo rất phù hợp để trở thành Hulk. Đây là Android 18 trong cơ thể của Captain Marvel. Còn đây là Tenshin Hung trong vai Hawkeye. Đây là Gohan và Vaido trong vai người kiến và người ong. Đây là Krillin trong vai The Falcon. Tiếp theo là Yamcha trong vai Star-Lord. Đây là Raditz, anh trai của Goku, trong vai Winter Soldier. Đây là Android 18 phiên bản Scarlet Witch. Đây là hình dạng của Goku khi bị Venom ký sinh lên cơ thể của mình. Tiếp theo là Deadpool trong vai vị thần hủy diệt. Đây là hình dạng của Ma Bư và Deadpool khi họ hợp thể với nhau. Tiếp theo là phiên bản hợp thể giữa Ma Bư và Venom. Còn đây là Frieza khi bị Venom sống ký sinh. Đây là hình dạng của Thor và Goku khi họ hợp thể lại với nhau. Đây là diện mạo của Goku và Superman khi hợp thể với nhau. Đây là Saiyan và Goku khi họ hợp thể lại với nhau. Tiếp theo là Gohan trong vai Doctor Strange. Đây là Goku phiên bản Transformer. Khi Goku và Hulk hợp thể với nhau, họ sẽ trở thành Blanka trong game Street Fighter. Đùa thôi, đây mới là hình dạng của Hulk và Goku khi hợp thể. Khi Broly hợp thể với Piccolo, họ sẽ hóa thành Hulk. Còn đây là Frieza trong phiên bản người nhện bạch tạng. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.